Đây anh em xem cái máy mà Tanaka 321 mà mình nhờ Phi Hùng là lên chế 330 lật ngược cho nó thuận lợi nè, xuôi máy lại nè, chỉnh làm bát đủ thứ nè, thử coi có đã không anh em. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ chơi có một tay nha. Một tay cầm máy, một tay phát nha. Hơi khó nha, anh em thông cảm nha. Nhưng coi nó ngọt không nha. Đây. Đâu nha. Phi Hùng đó, Phi Hùng làm hết ý được, cảm ơn Phi Hùng nhau nha.